Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM thông tin, các doanh nghiệp tại TP.HCM đã chuẩn bị hơn 22.000 tỷ đồng bình ổn thị trường dịp Tết. Bình quân mỗi tháng, các doanh nghiệp có thể cung ứng 7.000 tấn gạo, 70 triệu quả trứng gia cầm, 2.000 tấn đường, 1.000 tấn thực phẩm chế biến, 2.000 tấn dầu ăn, 10.000 tấn rau củ quả, 6.000 tấn thịt gia súc, 8.000 tấn thịt gia cầm, 200 tấn thủy hải sản. Bên cạnh đó, Sở Công Thương TP.HCM cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức đảm bảo hoạt động kinh doanh tại chợ, thực hiện đúng quy định về niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Hệ thống Sài Gòn Co-op cũng cho hay, đơn vị đã dành khoảng 10.000 tỷ đồng để dự trữ các nhóm hàng thiết yếu, gồm gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản, v.v.